Em xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái lô mai mới của vườn nhà em đây. Lô mai này đặc biệt rất là đẹp luôn nha. Cây nó không cao lắm, tầm khoảng 40cm trở lên, nhưng mà cái cây rất là mập nha. Đây em trước tiên em quay cái đọt cho cả nhà xem trước ha. Đây cái đọt đây, nhìn thấy rất là mập luôn nha. Mập lắm. Cái lá thì hơi khỏi phải nói luôn, xanh tươi nha. Rất là tốt, không có bị sâu hay bị gì hết nha. Rồi đây em bắt đầu em sẽ quay cái bộ rễ đây. Tất cả các cây mai con vườn nhà em thì đều được quấn rễ nha cả nhà. Đây em sẽ cho cả nhà xem này. Đây cây nào cũng quấn rễ hết nha, tất cả các cây đều được quấn rễ như thế này. Đây rất là đẹp nha cả nhà, đủ loại đủ kiểu hết luôn. Đó. Đây em sẽ quay từ từ cho cả nhà xem ha. Cái gốc thì rất là mập nha cả nhà. Đây cái gốc rất là mập. Cái cành đây cho cả nhà xem này. Gốc mập nha. Tất cả các cây thì đều được uống rễ hết nha. Và cái cây này em bán với giá 7.000, chỉ 7.000 thôi nha cả nhà. Cây mai rất là đẹp luôn, 7.000 đồng một cây và em ship từ 30 cây. Em không bao chi phí vận chuyển nha. Đây, ai thích thì liên hệ với em với số điện thoại là 0397142252 nha. Cây rất là mập nha cả nhà. Đây, còn tất cả các rễ thì đều uống rất là đẹp. Đó, mỗi cây đều được uống rễ hết nha. Cái này lên. Đó, cả nhà thấy không? Tất cả các cây đều được uống rễ hết. Rồi, cây thì rất là mập luôn. Cây là bự hơn cái ống hút, có cây bằng ống hút, có cây bằng chiếc đũa luôn nha. Rồi cái này là em bán với giá 7.000 đồng. Ai thích thì liên hệ với em nhé cả nhà.